bác nhé. Này em tìm ong của bác ạ. Đi lên đường thì thấy ong nó ăn hoa rồi. Em sẽ ngắm hướng của nó. Ong ăn hoa rất nhiều nha các bác. Ăn ở ven đường thôi. Không biết là nó sẽ bay xa không nữa. Đang đi tìm ong thì thấy các bà đang đi xúc các bác ạ. Đến đây xem các bà có được cá không nhé. Bà xúc các bà ơi. Có được cá không bà? Mà. Ui, được nhiều lắm cái này, cá ngon các bạn đây này. Bà được nhiều chưa? Chưa. Đó, đây các bạn, đây bà xúc một lúc rồi, được phần này. Vừa mới xuống đây. Rồi. Các cháu ở đâu á? Cháu ở Thượng Ninh. Rồi, đây ạ. Nè, các bà sẽ ngăn suối các bác ạ. Cùng những vật dụng thủ công để bắt cá. Em sẽ đi lên xem các bà trên này nữa. Bên kia có thấy hai bà nữa rồi. Chắc là các bà sẽ được nhiều cá đây. Các bạn, dòng suối này là nó sẽ có nhiều nhánh và mình các bà sẽ ngăn lại. Đừng như thế này để đón cá xuống các bạn. Chặn nó để nó chạy cá chạy xuống. Nếu mà chặn lại ấy, thì sẽ để cái đá này vào đây các bạn nhé. Đá này vào để cá nó trượt lên trên nó chạy xuống. Thì nó sẽ vào đây nó sẽ vướng lại và nó sẽ trốn ở trong cái đá này. Rất nhiều vật dụng của các bà đấy các bác. Đây một cái. Đang tìm một cái nữa. Đón hết các đường để cá nó chạy nhé các bác nhé. Còn thứ nhất là nhiều cá chạy. Chạy rất nhiều luôn. Cá chạy nhiều lắm. Đấy. Nhiều lắm. Nhiều cá các bác ạ. Cá nó không to đâu, nhưng con này cá da trơn nhỏ, cá trắng. Nhìn nó cạn xuống thì cái bà bắt được nhiều hơn. Cá chạy nhiều quá thôi. Khá nhiều cá luôn đấy. Dạ. Cháu lên xem bà bắt cá. Xem à? Ừ. Cháu thấy vui vui cho xuống xem với bà bắt. Bà được nhiều chưa? Cá xem với. Có đẹp. Cá xem với. Thì anh xem cá. Vâng. Ê các bác ạ. Ui, bà được nhiều cá rồi. Nhưng mà vẫn... ít thôi. Nhưng mà bà mới bắt thôi mà. Đây các bác. Bên đây là cái dòng chính của cái suối này. Bà sẽ ngăn lại. Ngăn để nước nó không chảy xuống cái đoạn này nữa. Bà được nhiều chứ bà? Ít. Các bà ở quê em là cứ bắt cho trời thủ công này các bác ạ. Đấy, cá đây các bác. Cháu người Thái đó, nhưng mà cháu người Thái đen. Vâng. Cháu ở Thượng Ninh. Vui quá. Cháu quay cho các bà lên TV nha các bạn nhá. Vâng, các bạn lên TV. Lên kênh nào thì cho biết với cháu. Vâng, để tí nữa cháu ghi tên kênh cho bà. Các bà là người Thái trắng các bác ạ. Thái trắng với Thái đen thì khác nhau nhiều, tức là cũng nhiều đấy. Khác nhau. Nói tiếng thôi. Bà cũng là người Thái trắng nhưng mà hổ là hổ Thái đen đó. Vâng. Cháu họ Lương, bà họ gì bà nhỉ? Họ Lương. Cháu họ Lương, tức là gặp anh em rồi bà. Họ Lương thôi. Vâng. Các bà sẽ cứ lật hết đá đi để tí nữa là dùng cái đồ vật dụng này để đón cá. Có con tên Quý à? Có chứ. Vâng, cháu là Lương Văn Quý nha, chắc là con nhà bà cũng Lương Văn rồi. Lương Văn. Dạ. Lương Văn hết mà họ. Đây các bạn, để cho em sẽ xem chỗ này xem có cá không nhé. Ui có một con đây bà. Có một con đây này. Cá trạch làn nhỏ. Bắt thế này thì nó sẽ hiệu quả lắm các bác. Cho cái đây vật dụng này vào thì nó cá sẽ chui trong này. Sau đó mình sẽ mở cái đầu kia ra để lấy cá. Các bạn xem mà. Các bạn cũng nên dùng cái rổ này để xúc. Cá nhỏ thôi. Cá nhỏ mình nấu canh bồi nè bà nhỉ. Ừ.
Trên đây còn nhiều cá thì ở dưới cháu là không còn đâu. Ừ, chứng minh. Đây được cá rồi bà ơi. Có. Của bà được cá rồi đây này. Nó lấy cho xem có một con. Vườn á. Có một con. Đấy đấy có con mà cháu nó thật mà. Con cá chảnh. Ừ. Chảnh nhỏ. Chảnh nhỏ. Không có cá thì. Ừ. Có thì cũng được chứ. Nhưng mà nó đang có nhiều nước quá. Được hai con chạch. Đấy, đây các bạn. Được hai con nữa. Đi xúc thì thế này là được rồi. Phải được. Được kề nha. Không có đấy. Đây này. Có đấy, có đấy, ta thấy có cá rồi. Có nhiều lắm. Đấy, ui, đây nhiều lắm. Ấy, giờ bạn qua nhiều lắm này. Ui, bao nhiêu lắm này bà. Ừ. Đó, nhiều lắm. Cá chạch. Chạch với lại các cái cá gà trơn lên con, cá cái câu. Ừ. Cứ 10 lần thế này là được một cân bà. Ở đây, chơi với các bạn một lúc các bạn. Trời nắng lên thì mới đi vào trong các cái vùng nước nó. Trong cái vùng rừng mà có nước ấy, khoáng thoáng ấy, em sẽ tìm xem ong có nước hay không. Ở đây thấy các bà bắt cá vui quá. Được thêm bà con nào chứ bà ơi? Dạ. Được thêm cá chưa? Thêm nữa. Nước hơi to này bà nhỉ? Dạ. Như thế mà nước nó cạn một tí. Cá nó cuốn ở trong các cái hang đá này nhỏ này các bác, nó lật lên, nó chạy vào các cái răng rắc kia, lật hết ra thì nó mới không trốn nữa. Phải gần một cái cá là mình không nhìn thấy nó đâu, nó chạy đây, bắt ở đó. Ai? Cá rô. Bắt cá một tay đã bắt được đây này. Đây bà. Cháu bỏ đây nha. Đấy. Nó ngon hơn kìa như thế. Ngày rồi. Được nhiều không bà? Ôi, còn có nhiều mà nó chỉ cũng được hơn 2 cân 3 cân nước. Dạ vâng. Dạ vâng, nóng nọc hết mùa rồi bà. Ừ. Nóng nọc thì bây giờ phải lên trên cao thì mới còn. Lên trên lành lạnh mới còn. Ở dưới mình là nó hết rồi. Các bà đi chăn trâu rồi tranh thủ kiếm thức ăn luôn các bác ạ. Ở miền núi mà điều kiện thì khó khăn hơn, nên là cứ tranh thủ xuống suối kiếm cá rồi kiếm cua. Ông xuống xúc đi. Đây có 4-5 bà chăn trâu. Trên đây thì được cái là nhiều trâu quá. Chỗ nhà mình không thải lên rừng nhà bà nhỉ? Cái hải này quá còn sao hướng đàn luôn. Cháu thấy ở trên rừng này có trên trong đây là cứ để cả tháng mới đi thăm một lần trâu. Mấy bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà được 80 rồi à? 80 tuổi rồi. 80 mà bà vẫn khỏe nha. 80 bà vẫn, các bà vẫn chăn trâu, vẫn đi kiếm thức ăn rồi đấy các bác. Ngày xưa là chắc là các bà là toàn ăn đồ rừng thôi nên là mới được khỏe. Bà không phải thẹn đâu mà. Ngày trước còn nhỏ cháu cũng đi bắt nhiều mà. Ừ, nhưng mà vào đây thì cháu thì bận đi làm á nên là cháu cũng không có thời gian. Đi tìm ong đây. Các bà xuất được nhiều cá nhá. Vâng, chào các bà nhá. Vâng, nếu mà tí là cháu về mà cháu chưa có cơm ăn là cháu vào nhà cháu xin cơm đấy. Dạ vâng. Dạ. Thôi bà xúc đi nhá, cháu đi tìm ong đây. Trên kia là chòi của các bà đấy các bác. Nếu mà hôm nay anh em mà đi vào rừng không tìm được ong hay là cái muộn đấy thì anh em sẽ ghé vào cái chòi này để nấu cơm ăn. Anh em cũng có mang gạo, mang đồ ăn đi rồi. Biết đâu lại xin được các bà một bát cá suối các bác ạ. Hóa và Dương đang xem hoa, ong ăn hoa đi rồi. Thấy hướng nó chưa? Nhìn đây đã. Đây à? Nó vào bên kia thì tí anh em tiếp theo dấu đây lên. Nắng lên là vào thêm. Nếu mình theo dấu đi vào là không khéo là đoạn trong đây rồi. Rồi. Gần. Ong ăn hoa các bác ạ. Cứ nhìn theo cái hướng hoa thôi. Trên đây thì em thấy
khá nhiều hoa rẻ các bác, hoa rẻ rất là thơm luôn. Vùng này ngày trước là nó chưa đường nó còn khó khăn nên là bây giờ đào vào, có đường vào trong này thì mình thấy được rất nhiều luôn. Hoa rẻ thì nó ưa ở những vị trí nó thoáng. Đến gần gần các gốc hoa rẻ này là không muốn đi luôn đấy, là cứ muốn ở lại luôn. Nó thơm phức, thơm dễ chịu các bác ạ. Đây thì cái này mà có một cây nào ở nhà mình ấy mà nhiều hoa ấy thì cứ đêm đêm mắc võng đấy mà nằm. Không khéo là quên cả vào nhà ấy chứ nhỉ. Nó thơm mà. Nhiều hoa lắm. Ong nó về lấy hoa rất là nhiều luôn. Hồi anh em xem hoa thì bây giờ đến nơi này là thấy nó ăn nước rồi các bác ạ. Tỷ lệ anh em tìm thấy tổ ong này sẽ rất là cao nhé. Đến 70% rồi. Chỉ sợ nó bay xa nữa thôi. Thấy rồi à? Anh em tìm thấy ong này các bác ạ. Không chờ được nó lấy nước nữa. Nhưng mà thấy nó gần rừng đây, chui lên thì lại thấy rồi. Em ngồi ở dưới chờ. Thì anh em lên một lúc là tìm thấy rồi. Khá mệt các bác ạ. Em trèo lên thở. Chứ chưa bao giờ được thở luôn. Đâu ấy? Ai thấy đấy? Hả? Nhưng mà ai thấy? Hóa thấy à? À, hóa lộc công à? Được đấy. Hảo hán. Chị bà hái được cả măng này. Đấy là em vừa tìm được ong, em vừa lấy hái được măng ấy chưa? Thế là được rồi. Còn dây thì tí một cây. Em để giữa màn hình đấy. Cũng bé thôi. Chắc là được. Một hai chai mật gì đấy. Không to lắm nhưng mà cũng vẫn phải làm các bác ạ. Rồi anh em sẽ làm khói để lên lấy. Chắc là cũng được khoảng nhiều lắm thì khoảng 2-3 lít gì đấy thôi. Bằng cái quạt mo, ong còi. Cây này cũng khá thấp thôi. Bây giờ hôm nay em sẽ vừa bay YouTube vừa phát trực tiếp Facebook. Xin chào bác Nguyễn Phương. Đây, hiện tại là chú Quỳnh đang leo lên cây rồi đấy các bác. Đây, chú Quỳnh đang lên rồi đấy ạ. Thôi hỗn đó, đồ ong này hỗn lắm à, quá quá nhiều hỗn thật ạ. Ôi, ok đó thưa quý ạ. Mận này ok rồi đó. Được khoảng vài cân. Hóa làm quá khóa chán thật ạ. Hóa này. Chắc phải cắt thôi bác ạ. Nào.
hỗn thật ạ, tổ này em không để lại tổ. Hóa là bỏ khói hơi chán quá. Thợ mới. Bỏ mặt ok luôn. Ơi bật rồi. Đoạn bỏ mặt như này à. Nhiều ké lắm nha. Cắt cẩn thận ké này. Ở dưới liếm đấy nhá. Ơi được khoảng vài cân, 3-4 cân gì đấy. Ủa không chú Quỳnh? Ờ xuống đi, ném, ném đi, ném đi, chú ném đi, chú ném đi. Đấy, Linh ơi, hôm nay làm đi mấy tổ cũng được gì đâu. Toàn, toàn tháo hết rồi anh. Bây giờ mới vào mùa. Ít mật lắm. Hôm nay tổ mình trắng được. Ok. Ôi, tháo ra đi, tôi đốt tiếp. Gỡ gỡ kiểu đi, ui, mấy phát rồi. Cái tai bên này. Đốt vào, toàn đốt vào mặt thôi. Tổ này hỗn. Cái tổ này vẫn là cái khoái hóa làm hơi kém. Tổ này hỗn. Không, không không có khoái mấy. Không bị mấy phát, không bị gì đâu. Đây, 2-3 phát thôi. Tài gỡ được, gỡ được, 3 phát. Từ từ quay trên đầu, trên đầu quá không? 3 phát. Đầu không quá đâu. Đầu có bị không? Từ từ quay. Rớt vào đầu. 3 phát thôi. 3 phát. Kiểm tra tài khoản. Được 3 phát, 3 phát thuốc. Tiêm biofin. 3 phát. Nha. Ăn đi tí nữa, đi tìm lên tìm lấy vài tổ nữa. Béo béo ạ, ngon. Ăn cái này là không cần ăn cơm đâu. Béo quá. Béo. Béo chứ. Béo ngọt. Cái này ăn nó béo béo ngọt. Ngọt. Được nhiều nhiều mà nấu với lá lốt ăn càng ngon. Các bác nha. Miếng đi chưa? Ăn cái này nó còn ngọt mà béo béo mà. Béo. Vẫn còn những mật. Mời cả nhà nhá. Đây, chú Quỳnh ăn đi. Thưởng cho ông ấy vì ông bị đốt các bác ạ. Bị 3 phát. Ôi, được đấy. Được. Được còn 2 lít. Được, cũng tạm ổn được. Cắt cái tổ xuống cho hóa ăn nếm luôn. Bởi vì chưa được ăn bao giờ. Nhưng mà đốt ác quá.